cá để làm khô dự trữ cho mùa đông các bạn. Đó, khô ngào đường đó các bạn, chấm đường hấp sảy luôn, bắt đầu làm đấy các bạn. Hôm nay là mình sẽ làm hai con này mình sẽ chia sẻ với các bạn nha. Thì trong cái quá trình làm thì mình không có chia sẻ các bạn được, vì quá trình làm thì khi cắt ra nó có máu này kia nọ là mình không có thể nào quay cái đó được đó. Thì giờ mình bằng xong là bắt đầu mình chia sẻ các bạn đây đó. Thì nói chung lại là đây các bạn thấy đây, đây đó, đây là khi đã mình bằng đã bằng xong đây một con các bạn, là nó có hai miếng phi lai thế này, thì nó còn lại hai cái xương, cái xương sườn á, còn xương sống đồ mình lấy ra hết rồi. Đây hai miếng phi lai đó, con cá có vẻ to, có nghĩa là lấy được hai miếng phi lai vậy các bạn. Bây giờ lóc hết cái xương này ra các bạn, đó, lóc hết cái xương này ra để mà chúng ta làm khô á, nó khi nó ăn nó tốt hơn, nó không có bị mất xương các bạn. Này cái xương này nó còn cứng á, nên mình lại giờ mình lóc xương này ra các bạn. Đó, thì lóc xương này ra nó cũng rất là dễ dàng, và xương này nó hơi cứng á, và thì mình lóc vậy là tròng vậy thôi, nó sẽ ra hết, rất là đơn giản đó. Khi chúng ta lọc cái xương này ra thì nói chung lại là khi chúng ta xẻ ra nó cũng rất là dễ dàng, và ướp nó cũng dễ thấm hơn đó. Các bạn thấy không, cái xương này thì nó rất là cứng. Nếu như mà các bạn không lấy cái xương ra để ăn cái xương này mắc cổ là mạnh đó các bạn. Đó, lấy ra hết các bạn. Sau một hồi coi như lấp hết, coi như bây giờ là xương ra hết rồi. Bây giờ bắt đầu tới phần là chúng ta sẽ ra từng sợi các bạn. Thì giống như các bạn biết là cá lóc biển hồ đó, cá lóc biển hồ người ta làm khô, mua cái cá lóc biển hồ của như là ở Campuchia đó, là cá lóc biển hồ nó làm khô các bạn. Đó thì mình làm đây cũng giống như cái loại cá lóc biển hồ các bạn. Thì cái cá này á, thì nói chung lại là năm nay là mình đi câu được trúng mánh gặp cái ổ cá này các bạn, nên mình đem ra làm khô. Thì nói chung là cái cuộc sống ở nước ngoài này là cái việc mà khô mắm đồ là rất là hiếm các bạn, rất là hiếm đó. Thì lâu lâu mình mới gặp được cái ổ cá như này, thì hôm nay mình coi như làm khô, mình làm khô đem chia sẻ các bạn luôn. Cuộc sống ở nước ngoài mà được ăn những miếng khô coi như là chúng ta làm trực tiếp ở đây mà ăn rất là hấp dẫn các bạn đó. Khô thì coi như là chúng ta tự động ướp trên của mình, vừa ăn theo cái kiểu mình luôn á đó. Đó, rất hấp dẫn. Cái khô này là các bạn biết rồi, rất là đơn giản các bạn thấy không. Khi mà làm ra thịt hết ra rồi á, chúng ta sắc ra đó, chỉ sắc ra đơn giản vậy thôi các bạn. Rọc ra như thế này. Rồng thì nó cũng không có gì, rất là đơn giản. Và thì theo to nhỏ thì theo mình các bạn, nếu mà mình rồng nhỏ thì nó nhanh khô hơn đó. Thì đây là mùa hè, ở đây nó chỉ được có mấy tháng mùa hè nên nó có nắng nóng đó, chúng ta phơi rất là dễ dàng các bạn đó. Thì tranh thủ mà mùa hè thì làm câu được cái nào thì làm cái đó để mà dự trữ cho mùa đông, ăn rất là ngon các bạn. Ở đây là khô này là dễ gì kiếm các bạn. Các bạn biết là mua khô cá lóc ở Việt Nam qua mình dự trữ, năm nào mình về mình mua khô cá lóc về qua để mình ăn. Thì năm nay mình câu được cá to này, mình làm các bạn đó, mình làm bây giờ làm sạch ra như vậy đó, các bạn thấy không đó. Bây giờ là xong được cái một cái miếng phi lai, nó là gì vậy, cắt ra những sợi sợi vậy bạn, hấp dẫn không đó. Thì bắt đầu là mình ướp ra, xong mình sẽ ủ lại một đêm đó, thấy không, đã không đó. Tiếp tục mình cắt thêm cái này, rồi giờ xong mình là mình sẽ chia sẻ các bạn coi như cách mình ướp như thế nào. Thì những cái gia vị của nó là mình ướp thêm cho nó thơm á, khi mà người ta ăn nó rất là ngon các bạn. Đây
Đó thì bây giờ hai con là 4 miếng file mình làm ra được như đây các bạn. Đó. Thì rất là nặng đó, các bạn thấy không? Không biết là mấy ký đây, khi mà hai con cá đó thì tính ra hai con cá, một con cũng khoảng 6 7 ký các bạn. Đó mình gấp ra được như đây thịt các bạn. Khoảng là 7 ký mấy đó, coi như 7 ký, hai con là coi như cũng mười mấy ký đó. Thì nó ra ra được như đó thịt các bạn. Thì mình bỏ hết xương ở đầu ra, bỏ xương dưới đầu thì chúng ta để làm rời ra cho làm lẩu rồi các bạn. Đó. Thì đây là cái thành phần của nó có cái gì các bạn? Ớt, tỏi, thêm gừng. Đó, rồi ớt bột. Đó, mình sẽ đưa vô máy, toàn bộ vô máy mình xay. Bây giờ tỏi ớt gừng mình xay ra. Xong rồi trộn là tiêu nè, bột nghệ nè, đường nè, xíu bột ngọt để chúng xíu ngọt cho nó chịu cái con cá lại các bạn. Đó thì cái đồ nêm đây á, cái ri đua này ở đây á, là nói chung lại là cái đồ nêm này đó, thì nó có sẵn trong đó tiêu, muối tiêu rồi bột ngọt cũng có sẵn rồi các bạn, nó có nhiều gia vị trong đó rất là thơm các bạn. Đó, cái bên chai này coi như là mình xài cũng gần hết rồi đó. Đó là chai mới, chai cũng mấy triệu đồng thôi các bạn. Ở đây thì mình ướp cá thì thường là ướp với cái đó, thêm danh mùi gia vị, tỏi gừng, ớt thì vô nữa để cho nó cay mà thơm ngon các bạn ha. Đó thì bây giờ là mình sẽ dồn tất cả này và bỏ vào cái tô này, rồi chúng ta trộn lên, rồi chúng ta sẽ ướp với cái thịt này các bạn. Đó bây giờ con tiến hành mình ướp đây các bạn, thì nó cũng không có gì là khó các bạn ơi, rất là đơn giản, nhưng mà có cái cá thì kiếm được lâu lâu mình mới kiếm được mới có thôi các bạn, chứ không phải là lúc nào cũng có. Đó thì nay bắt đầu là mình ướp đây các bạn, toàn bộ mình cho vô cái tô này hết rồi, bắt đầu là mình đã ướp cá đây. Đó rất hấp dẫn luôn, mình trộn toàn bộ vô coi như là tỏi ớt mình xay với lại coi như là thêm ớt bột rồi vô nữa các bạn cho nó cay mà. Đó trong cái cà rua cái đồ nêm đâu đó là nó có sẵn luôn, nó có sẵn cái gia vị đó có sẵn trong đó rồi, tiêu đồ có sẵn đó, nhưng mà mình cho thêm vô để cho nó thêm có nồng độ, có mùi cay nó ngon ngon hơn các bạn, mùi vị cho thơm ha. Đó thì cái này cái ướp thì coi như là mỗi người có cách ướp khác nhau, nhưng mà theo mình ướp thì ướp cái cách như này, thì mình cho thêm gừng vào để cho nó có thêm cái mùi vị thơm các bạn. Đó giờ mình bỏ hết bỏ vô đây mình trộn các bạn. Và cái này to quá không biết hết trong đây, để mình trộn thử coi. Cái này nó trộn như vậy thì cũng hơi khó các bạn ha, mình ướp cái này hơi khó. Bây giờ mình thấy gì mình trộn chắc không có đều đâu, mình tìm lấy cái mâm đó, lấy cái mâm trộn ra từng cái từng cái bỏ vô cái đó, để cái mâm này trộn từng cái các bạn. Rắc lên à, lấy từ rắc lên thôi đó. Đó, từ cái về tao ướp từ cái như nó thấm các bạn đó, còn thấy không, mình ra ướp từ cái về cho nó dễ hơn đó, tôi sẽ kéo lên xong rồi mình ướp cho nó đều, nó rất là cũng rất là đơn giản các bạn. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái cá đó thì năm nay mình trúng mùa là mình được cái giống mới cá trống khủng này nè, đó mình có thể làm thôi, chứ còn nếu như mà cái con cá nhỏ nhỏ thì mình chỉ bỏ trong đá trực tiếp mình ăn thôi, giống như mình câu cá hồi các bạn, mình thì đi câu đó. Thì câu hôm nay là câu được cá này, coi như là chúng ta làm khô để dự trữ ăn trong mùa đông, rất là hấp dẫn. Thì gì các bạn biết rồi, sống ở nước ngoài này á, cái vấn đề mà khô mắm á hiếm lắm, hiếm mà có lắm, bởi vì năm nay tranh thủ mà mình được này các bạn, mình được năm nay là mình câu mình trúng mánh mình được mấy con cá to này, nên mình tranh thủ mình làm, thì nó được có mấy ngày nắng thôi. Thì có ở đây thì biết mùa hè thì mình nói về chứ nắng thì nó cũng có được một thời gian ngắn thôi, nhiều khi có bữa thì nắng có bữa nó cũng nắng các bạn đó. Thì tranh thủ hôm nay nắng đẹp để như là mình làm xong để mình ngày mai mình coi thời tiết là nó nắng rồi nên mình đem làm thôi đó. Xong là cái miếng cái thứ hai là coi như là được một con đó bạn, hai con này là mới biết khô lại được bao nhiêu ký các bạn ha. Đó tính ra là cá tươi không là có như mười mấy ký đó,
làm khô ra thì mình bỏ xương bỏ đầu ra hết rồi đó, thì cái đó bộ phận đó thì mình để dành mình nấu canh chua nấu lẩu ăn đó, mình vẫn chia ra hết các bạn đó. Cái này là mình ướp ra, ướp đó, gia vị như này rất là thơm đó. Bây giờ là bây giờ mình chưa có biết là như thế nào, nhưng mà các bạn ướp coi thấy không, có nghệ vô nó vàng ươm ha, đó thấy không, nhìn thấy hấp dẫn chưa. Dạ, nghệ rồi xả gọi cái nhân mình đây không có xả nghe các bạn, nghệ với lại tỏi ớt đó, tỏi ớt với tí gừng, thì cái gừng để cho nó thơm, cái mùi vị thơm luôn đó, hấp dẫn chưa đó. Xong một miếng nữa có làm xong mà bây giờ mình nghe cái mùi là mình thấy kèm luôn các bạn, cái thơm mùi gia vị rồi thơm ha. Ui cái này mình nướng hình hết sảy luôn các bạn đó, nhưng mà mình khoái ăn cái khô mà khô cá lóc á, khô cá lóc biển hồ đó đó, các bạn biết là thì vì khô cá lóc ta làm á, ta làm hơi mặn đó, mình về mình nhìn ngào với lại giấm đường đó, ngào giấm đường trần ăn hết sảy các bạn ơi. Các bạn biết cái nhậu quá nha, nó vừa mặn mặn nè, chua chua ngọt ngọt, ui hết sảy luôn các bạn, rất là ngon, nhậu là cũng bắt luôn á đó. Mà thấy không, bây giờ mình cho hết vô úp lên đó, bạn thấy không, là bây giờ là chưa có thành phẩm là mình nghe mùi là mình muốn chiên lên mình ăn liền các bạn. Nhưng mà để làm khô, mà làm khô thì mình phải để cho nó một hai nắng đó, khô một hai nắng rồi chúng ta đem vô chiên ăn thì hết sảy luôn đó. Ở đây thì nói chung lại mình làm xong khô là mình để dành ăn cho cái mùa đông á. Mùa đông thì có khi mình đi câu á, nó không có được các bạn, nên mình để dành ăn rất là ngon đó. Bây giờ là xong cái phần coi như ướp đó, các bạn thấy không, ướp phần sẹt này xong rồi đó, bạn thấy hấp dẫn chưa. Giờ mình nghe mùi không là mình thấy nó thơm nức mũi luôn các bạn ơi, hấp dẫn luôn á. Nó có cả những cái mình cắt, mình nó rời nó cắt ra cho nó ra, nó bị rời ra cái nó mình hơi luôn mới được bạn đó. Bây giờ đó nguyên một cái thau như này còn thấy không, hấp dẫn chưa, nghe mùi là hấp dẫn luôn. Bây giờ mình sẽ cho vô cái bọc, mình bỏ hết vô cái bọc xong rồi là mình sẽ bỏ vô tủ lạnh cho nó thấm, sau đó là ta hơi ra đó. Là hấp dẫn không? Bây giờ là mình sẽ úp vô tủ lạnh các bạn. Đó, cho vô bọc vậy. Bây giờ mình để vô tủ lạnh để cho nó thấm, qua ngày mai bắt đầu là mình phơ các bạn. Đó, hôm nay là nắng đẹp các bạn nha, nắng đẹp, trời nắng đẹp. Phơi đây bạn, nói chung là ở ban công của mình đó, nó cũng nhiều đồ lắm các bạn ơi. Thì sống cái nhà chung cư mà mình đâu có phải nhà villa các bạn, thì cuộc sống ở đây thì mình chia sẻ của mình là sao lại như vậy đó. Đây cô bắt đầu ra phơi rồi, mình xỏ ra rồi mình về lấy cây kim ra vậy để cho nó rời rời ra đó, thì nắng nó nhanh khô hơn các bạn ha. Đó các bạn thấy màu vàng ươm hết sảy luôn. Đây các bạn thấy cái thùng xốp này không, đây là thùng xốp, những cái thùng xốp là mình để dành mình trồng rau đó các bạn, nhưng mà mùa này mình đang bận rộn quá nên cũng chưa có trồng được rau các bạn ơi. Nay là nắng ấm rồi mình chưa có trồng rau được, đây mình lo tranh thủ ba cái này để dự trữ cho mùa đông các bạn đó. Khô các bạn thấy không, đó hấp dẫn chưa, quá đẹp đúng không, bạn nhìn thấy không, khô cái màu rất là đẹp luôn, hấp dẫn lắm. Cái bơ khô này mà coi như là chiên chiên lên sao ha, chiên cho nó chín lên xong rồi và ta ngào đường giấm đường ha. Trời ăn cơm cũng ngon nè, cơm thì coi như là tốn nhiều cơm lắm các bạn ha.
cơm nè, cơm cũng ngon nè, nhậu cũng đã ngang. Bộ này tự nhiên mình ướp vừa ăn theo cái kiểu mình á đó, ăn nó vừa mặn mặn này, ngọt ngọt này, chua chua ha đó. Chỉ là ướp giấm đường vô là nhậu là hết sảy luôn. Đây không biết được khô được bao nhiêu ký, bao nhiêu ký đây bạn, đó mười mấy cái ký cá tươi là làm được mấy cái khô để biết. Quá hấp dẫn các bạn thấy không, tuyệt vời luôn á. Đây nè, đó bây giờ là coi như là phơi, coi như là hai nắng rồi đó, như thế này các bạn. Để mình sẽ lấy đem vô là mình sẽ cắt nhỏ ra, mình để vào đông đá nha bạn, mình chia ra mình bỏ vô đông đá, mình sẽ chiên lên mình ăn nha các bạn ha. Đó thì tổng cộng hiện tại giờ là mình vô mình cân lên đấy các bạn, hai con mười mấy ký, mà giờ làm khô lại đây khoảng chừng khoảng được hai ký các bạn, đó khoảng được hai ký bạn thấy không. Mình đang quay đây mà coi như điện thoại bạn bè nó gọi quá trời các bạn ơi. Đó hấp dẫn chưa, quá hấp dẫn luôn đó. Bây giờ mình sắc ra nhỏ nhỏ ra vậy đó bạn, đây đó mình cắt ra nhỏ 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 như thế này đó, sẽ bỏ vô đông đá các bạn. Thì khi mình ăn mình chỉ lấy ra xong rồi là mình chiên lên ăn thôi đó, làm khô như thế này là để dành cho như dự trữ cho mùa đông các bạn. Thì clip này mình chỉ chia sẻ các bạn cái cách mình ở đây Bắc Âu mình đi câu mùa hè để làm khô dự trữ cho mùa đông, đó là như vậy. Cái cuộc sống ở nước ngoài thì cái chuyện mà khô mắm thì rất là hiếm các bạn. Hôm nay là mình năm nay mình câu được trúng mánh nên mình làm khô mình chia sẻ các bạn. Thì clip này ở đây mình cũng xin kết thúc các bạn. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Nếu các bạn cảm thấy hay và yêu thích mình, hãy cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Đó, bây giờ mình xin kết thúc clip này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Nếu các bạn yêu thích mình, nhớ cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.